Hello. Ờ rồi, đi vào đi. Hello anh em. Hôm nay mình đến nhà cậu em Phan chơi cây, cậu nhờ sang ngắm nghĩa xử lý hộ một trường hợp. Chỗ này nhà gần hóa thám gần nhà mình để xem sân chơi nào. Ok. Ôi, thở hắt ra mẹ. Ô sư khỉ. Tầng 5. Đây nhá. Có một tầng đây là cây nơi lên. Tôi đi lên để anh review. Thì em bật điện lên. Sân chơi của thanh niên đây. Ôi tôi thở hắt ra mệt quá. Ôi trời ơi mẹ. Ông ấy găm kinh quá, găm hết bên này đi bên kia. Đây của hàng xóm này anh ạ. Cây hàng xóm trời à. Cây, kiểu tưởng, linh tinh ấy. Anh tưởng đây là mày ké gửi cho đó, mày để cây của mình đi. Vâng, cây mình. À nhưng mà cậu tận dụng đúng không? Bác cho để cây nới tận dụng mọi hoàn cảnh. Nhà mình có bên này thôi. Con quê là già nhỉ? Vâng, con đấy em mới lấy được tầm 2 tháng. Yếu vừa rồi em mới bắt đầu lôi ra. Anh em thấy trên phố chơi vất vả. Ui rồi, mẹ phía sau của ông ấy còn thế này cơ mà. Đấy, hôm rồi phải làm hết lên. Ôi, chứ mẹ hết thuốc rồi em ơi. Hết thuốc à? Đây, em mua cho. Mua giúp anh bao cái. Xe này đi. Rồi, cậu cứ làm việc của cậu đi, anh đi review ngắm vườn okay. Tí. Ôi, này, vườn đằng này ghê gớm phết đấy chứ, được đấy. Từ từ để quay. À, quay tử tế review cái vườn này là được đấy nhỉ. Fan của mình, ui dồi, fan. Trông cũng gọn gàng, ngăn nắp ra phết. Ngày được. Đây phần này phần cơi nới này. À, phần này đây kiểu này là hàng bim bim ủ mưu anh em phải không? Ghê gớm thật. Ui này nhiều quê. Ôi nhìn cách dựng phôi. Yeah, đây, biểu. Cái nền này cơi nới hợp lý ghê nhỉ. Hay. Được. Sáng tạo. Này, rất xéo ơi. Hàng chế biến. Mẫu đơn. Có con mẫu đơn xinh đáng yêu ghê. Giấy. À, anh chàng này đa dạng mọi người thấy không? Đây là lên tầng 5 đấy anh em ạ. Mẹ nói là tầng 5 thôi tôi sợ là phải tầng 6, tầng 7 bố rồi. Nhìn cao này mà. Đây mẹ tầng 5 của ông ý mẹ. Còn cao hơn cái nhà bên cạnh. Ôi dồi ôi. Tầng 5. Lừa tình bị lừa rồi. Anh em đi xem vườn nha, tôi đi review tiếp cho anh em nha, thanh niên. Mọi người thấy không, thiết kế cái dàn sắt rất là thông minh. Đèn đóm này. Được, sạch sẽ gọn gàng. Buổi tối lên đây ngắm cây là ổn phết đấy. Đèn sáng ngắm. Có bàn nước á, thảo nào mà chú với phải đi thiết kế mấy lon bia lên đây để tối nay là ngắm thì mà ngồi xem cây và ngắm đây. Cây trực. Cốt trực. Được phép. Già.
được cái như fan của mình khá phết. Đây nha, tôi quay tổng thể khu vườn cho mọi người xem nha. Đó, tôi quay tổng thể khu vườn cho mọi người xem này. Đó, thế là trong cái diện tích này thì nhìn như này, tôi áng chừng nó khoảng tầm từ đây đến đây, khoảng tầm là được 40 m2, kể hai bên đấy sẽ được khoảng 40 m2. Trong 40 m2 này sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, nó khoảng tầm cậu này có khoảng 50 cây. Chỗ này mọi người nhìn em, đấy khoảng 50 cây cả bên kia kìa. Đấy, tôi sợ còn hơn thì tôi 50 cây là tôi nói khiêm tốn đấy cả nhà. Đấy, chứ đếm cẩn thận là cũng phải tầm hơn đấy. Đấy, trên phố người ta, mọi người thấy thanh niên trên phố chơi chưa? Không đấy, nhưng mà được như thế này là gọi là có điều kiện anh em nhé, nghĩa là có may mắn đấy, có một không gian chơi như này là phải nói là rất may mắn đấy anh em ạ. Cậu này thì là may mắn hơn thằng Tuấn Anh có sân chơi. Tuấn Anh mà có cái không gian như này thì nó bày cho thì chết thật, mà Tuấn Anh đó mà có cái không gian này mà nó diễn cho thì chết đòn của nó. Thế thôi, như thế này là khá lắm rồi. Điều kiện như này là hơn anh Trương rồi, hơn vườn anh Trương rồi. Nhưng mà giờ chỉ có chờ có tác phẩm thôi anh em ạ. Nhưng mà cái dàn cây như này mà đi đúng hướng chắc chỉ độ tầm 2-3 năm là sẽ có những cái cây chơi được, thậm chí là đẹp nếu như đi đúng hướng. Thực ra thì vườn của tôi chắc nó chỉ hơn này có tí thôi mà. Năm khoảng 5-70 cây mà toàn tác phẩm là cũng chết đòn đấy cả nhà, không phải đùa. Đấy, cho nên tại sao bây giờ cái midi nó sốt mọi người thấy chưa? Chỗ này có người chơi nha. Nhà thì là đây là phố Hoàng Hoa Thám, thì gần cũng gần nhà tôi. Thôi để xem cậu đi mua thuốc xong lên chém gì. Cao. Ngày xưa mua không biết đâu, không biết là ở trên này có kiểu chơi đấy. Em nghĩ chơi là phải có vườn. Ờ. Nên em không nghĩ là chơi được sân thượng. Xong rồi có vấn nạn là nếu mà mình đi du lịch hay đi đâu thì ở nhà cây nó chết. Đâm mà là lan tăn. Thế về sau mới xem YouTube mới thấy mọi người trên này chơi sân thượng. Mới biết là hay quá. Thế thì mình có sân thượng thì thiết kế lại để chơi. Bây giờ mà ví dụ nhà đi vắng thì ở nhà ai tưới? Đi vắng thì thật ra là đấy, em đang bình thường vẫn mới thôi, thì đợt này em không đi đâu lâu. Thế nhưng mà đấy, hôm nọ em đang chia sẻ với anh là em đang thiết kế cái tưới tự động ấy, mới đang để chờ kia, thì em đang nghiên cứu xem cái phương án nào là tốt nhất. Thì đang tìm hiểu thì nó có cái loại là cắm thẳng vào gốc cây này, tức là ví dụ cái bồn to này thì mình cắm làm hai cái, bồn nhỏ cắm một cái. Cái đấy nó có khoảng 8 tia nước mình điều chỉnh được. Thì ví dụ như là mình ở nhà mình sẽ phải chạy thử để xem nó hoạt động có ổn không. Đấy, nếu mà mọi thứ nó ổn ok thì là khi nào mình đi vắng thì mình dùng cái tưới tự động đấy. Mình phải chơi, buộc phải chơi loại đấy thôi. Nói chung là làm mọi cách thôi. Vâng. Tốt nhất có thể. Chứ ở nhà thì em vẫn thích tưới tay. Cả máy bơm mình tưới vẫn sướng hơn. Chơi cây tưới tay nó là số 1. Vâng. Thì là cùng lắm rồi. Thì đấy, mình bất đắc dĩ mình phải tưới như vậy.
Này chất lá nó được. Ui, con đấy lá thì con đấy vườn em mỗi con đấy lá đẹp nhất. Em mua nó vì lá đấy. Nó bé tí là nó đẹp lắm. Lá nó màu nó xanh mướt mà nó bóng như bôi mỡ luôn. Con đấy thì lá đẹp. Có mỗi con đấy là lá đẹp thôi. Là đẹp nhất vườn là con đấy lá. Còn em mua em con này nhìn được cái gì? Em mua là toàn trên mạng nó có lá đâu. Lá. Mua cái loại này là cụt chứ. Cái con kia được kìa. Con này á? Ừ. Đấy em mua là toàn cụt lốc về mình tự trồng chứ. Xong rồi nó bây giờ mới ra lá. Vâng, bây giờ nó mới ra lá. Cả cái chỗ này mày mua trong bao lâu? Em mua đắt nhất chắc xem nào. Vài tháng. Vài tháng mà mua được cả vườn này rồi á? Vâng. Ôi vài này. Cái chỗ này ngày xưa anh chơi nhá. Ngày xưa anh chơi mà anh mà có được cái dàn cây như thế này này. Anh ấy mua thì phải chắc khoảng độ 4-5 tháng vậy. Năm rưỡi. Thế ạ. Một năm rưỡi đến 2 năm. Anh bảo cái giống hiện ấy, cứ ngồi nhà xem mạng. Thế là bắt đầu là nhìn thấy. Giống phải không? Lúc đầu cái khác như này nào. Ngày xưa cái thời điểm mà anh bắt đầu chơi nó chưa có mạng. Đúng rồi. Nó chưa có mạng thì phải đi tìm không? Phải biết nhà ông này ông kia thì phải. Con này ở đào bờ Hồ Tây đi này. Cái đợt dịch ấy không mua được cây. Đi lang thang nghiện quá đào về trồng. Ô thằng này mày phá rừng à? Đâu. Anh em làm sạch luôn chứ này. Làm sạch sẽ luôn. Không ảnh hưởng đến môi trường. Ôi. Mày ngày xưa mà mua được cái chỗ này phải công nhận là mình phải mất đến đôi năm ấy. Tại vì đi từng nhà, đi từng vùng. Đúng rồi. Mà lại phải chọn đúng gu nữa cơ. Mình khó tính. Mà nhiều khi đi phải đến mà hàng xem hàng nghìn cây mới mua được một phôi ưng ý. Em thì bây giờ nếu mà bảo đi tìm thì chắc là em không có thời gian. Tôi xác định không chơi. Bây giờ có mạng nó nhanh. Vâng, bây giờ có mạng thì thôi mình chấp nhận là mình nhìn thấy nó tàm tạ thì thôi. Chấp nhận mua thôi. Kiểu anh em nhiều khi quay video lên còn nhìn còn về còn cây ở bên ngoài khác hẳn hoàn toàn nhau. Nhưng thôi đã chấp nhận mua về như cây kia mới mua đi. Mua về thì thôi chấp nhận. Nhìn trên hình như ảo. Đấy, nhìn trên hình như ảo. Cái mua về nhìn xong cái chỗ mà kiểu là nó xấu ấy thì anh em quay kiểu lướt thôi. Ừ. Đấy, anh mua không mua thôi đấy. Thế là thôi và chấp nhận. Nhưng mà thôi nó cũng là trò chơi hay. Vâng đấy. Sổ số. Đúng kiểu quay sổ số. Thế mà rất là nhiều những tác phẩm mà anh làm thành xuất sắc toàn là mua qua mạng nhá. Thế ạ. Ừ. Nhưng mà anh mua qua mạng thì thời đấy là anh chơi anh biết rồi. Thế là nhìn cây nó không trượt nữa. Đấy, nhìn nó là bắt được luôn. Còn bọn em ở đang cái tờ mới tập. Ôi đi về với xác suất khoảng 5 năm không? Dạ. Xác suất á? Dạ. Nói chung là cũng hơn tí. Chắc hơn, bắt được khoảng độ 7-8 phần. Ôi dồi ai? 7-8 phần so với lại kiểu là mình lúc mình nhận cây ấy. Thế thôi. Chứ còn trình độ đâu em không nói. Nhưng mà ý là mình xem mình đoán nó con này nó ở ngoài nó sẽ như này này. Thì gọi là nó giống ảnh. Đúng rồi, nó giống ảnh. Chứ được khoảng 7 phần. Như chưa nói. Đấy, chứ giống ảnh thôi. Đấy, khổ lắm anh. Chứ có bảo là có thời gian mà đi xem được đâu. Thế ngày xưa mày biết không, ngày xưa là các ông mới chơi với anh, các ông toàn gửi ảnh cho anh thẩm hộ đấy. Ừ, nghĩa là anh bảo con này được không Hoàng, nếu mà Hoàng là ok phát là lấy luôn, đeo nó nhiều luôn. Còn nếu mà thật ra là như thế lại còn có người để hỏi. Ừ. Em còn không hỏi được ai cơ. Còn như ông ấy là chơi với mình cũng nhắn tin suốt ngày hỏi được không thì phải để xuống tiền. Thật ra là cái cây này em tại sao hỏi anh ấy, bởi vì là nó có một vài cái số cái vấn đề. Cái bên phải của nó lúc đầu em định dựng cái bên phải này, bởi vì nếu mà lúc đầu cái cành bên phải nó đang dương cao nhất á thì định thôi lấy lệch định được, lấy lệch cũng được. Thì bởi vì là mình nghĩ là nuôi cái thân kia mà để nó vượt trội hẳn lên thì nó khá mất thời gian, mà cái thân kia thì nó to sẵn rồi. Anh đang xem kỹ đâu. Vâng, xem là thế. Nhưng mà đến lúc gì là thấy là có em hôm nay sang nhờ mình tư vấn cái này nha. Rồi, em bắt thịt thôi. Những cành này nó rộng lên tận đây. Ừ. Em nó dương quá, có bẻ xuống nó cũng đẹp. Ừ, con này cốt trội chứ. Vâng. Ủa, này lá đẹp ấy. Cho lá đẹp lắm anh ạ. Lá đẹp ấy. Lá bé đẹp. Con này có vẻ lá móng của mẹ. Không phải nó giống lá móng. Nhìn giống á? Nhìn giống, lúc đầu em tưởng lá móng đấy. Ừ. Nhưng mà nhìn kỹ thì không phải, nó quê lá đẹp thôi. Khả năng là nó cùng chất với con bé lên đá của anh ở nhà. Nó cũng giống lá móng. Ừ. Đấy, cái cành này lúc đầu nó cho sang nó lên như này. Ừ. Ta cắt xuống. Chất đậm. Mà nó lưu lại. Cái cành lúc đầu nó ngóng hơn. Đấy anh xem. Cái phần này nó đưa thành cái đường vòng tròn đây.
làm lợn. Nên là làm lợn đây thế là em bảo là không giữ được. Vì là con người thì nó mất tỷ lệ. Ừ. Chờ mầm. Con này da nó nếu mà lướt vào nó xanh xanh ấy nhá. Nhưng mà ác thì nó già kinh khủng. Da này không phải lá xanh, em nhìn lại và xem con này con già. Thế ạ. Ừ. Nhưng mà nếu mà lướt vào mưa vào nhìn nó xanh rất đấy. Cái xanh đấy là cái chất liệu đó thôi, nhưng mà có một bọn da xanh ấy. Bọn da xanh nó dài, mà cái xanh đấy của nó không phải xanh ruộng đâu. À. Mà do đặc thù da nó xanh ấy. Nhưng con này nó sẽ màu tím. Nước vào nó xanh lắm anh ạ. Nước vào nó xanh lắm. Thế nhưng mà cắt thì cành thì già công. Cái xanh ruộng nó khác. À. Để cho nó giữ ẩm cái chỗ đấy. Hôm qua vít cố vít xuống đến cái độ đấy thì nó hơi dập. Cái moi. Rồi lá đẹp này, lá đẹp lắm. Lá đẹp lắm anh ạ. Chỗ này nó cứng nên lá nó không săn. Săn lại ấy, nó cong hút như cái đây, nó cong hút như này luôn này. Đây, này nó cong hút như này. Khi mà già nó cong hút này. Con lá đẹp rồi. Này lá đẹp quý ạ. Mình nét cây hơi sai đúng không? Vâng. Ví dụ như thế này, đầu bò này em lúc đầu được nó không đây, nhưng mà ở đây thì cái đường về cái chỗ này nó không có gì xử lý thì sẽ chống hả? Chống. Chứ đốn như này em không thích lắm. Có thể lấy hoàng ra xử lý ra đây. Đây em đang để nơi nơi sẵn lên. Thả đây là nó to nên mình cắt lấy lại. Lúc đầu em cắt lên đây lấy cái mầm này này. Cái mầm dưới này, em cắt lên đây thì lấy mầm dưới này. Thì tại lại cổ lên đây, tại lên. Nhưng mà nghĩ là nuôi to cái này nhá, xong đằng nào cũng phải nuôi cái tay này. Bên ngoài nó phải nuôi. Cái tay đấy cũng chưa ưng lắm đâu. Bởi vì là mình không làm từ đầu. Thế nên là nhìn nó vẫn cứ kiểu gì ấy. Đấy, trước cũng vậy, cành to đấy em cả bỏ đi. Nên là nó ra cái mầm này. Con này làm được khó phá phép đấy. Cái đấy hôm nay anh nhìn nước qua anh đã bảo khó rồi. Tức là em đang định xây dựng thêm một cái vài cái chi nhỏ ở dưới này để cho nó cái khoảng nó đỡ trống nhá. Nhìn nó đang cái khoảng nó đang lép. Con này đặt cây sai rồi. Thế á. Đặt cây sai mà làm gì cũng ngu. Em định là sẽ xoay lại một tí. Lóc đấy nhìn nó là đúng. Lóc này này. Nhưng mà nó đặt như này rồi đây nó nguyên tận. Nó trồng còn cả đá răm đá giếc ở dưới này lúc tung thả sổng thôi. Đấy. Đây em định đây cái góc này này. Đứng góc này hơn. Thì nhìn nó sâu hơn. Con này bây giờ việc của mình là nuôi thôi, vâng. Thả thôi. Thì đấy. Việc thả xong rồi đến để sang mùa xuân đấy. Vâng. Con này phải sang mùa xuân đặt lại dáng nó. Đặt lại xong rồi mới chỉnh. Nó là chỉnh đốt tốt chuẩn. Vâng. Đấy, đấy phát triển tiếp được được. Trong tận dụng mùa hè nhỉ. Ừ, bây giờ hai người phải dọn hơi. Vâng. Vừa đang phát triển. Con nó yếu lắm, nó để trong nhà mà 2 tháng rồi. Thực ra yếu, tái. Nó tái. Nhưng mà con này là nuôi từ giờ đến mùa xuân. Sau đó là đặt lại dáng chỉnh, cũng lấy chỉnh ép mới chuẩn. Vâng. Đấy mình nuôi. Xoay lại đúng không? Chủ bố thôi, con này con lá đẹp. Vâng. Nuôi cho khỏe. Đấy. Thì em bảo đấy. Có vườn này là ngon rồi. Phải thôi, có sân chơi, có một, có một cái chỗ như này. Sau này mà đợt đấy, đợt trước chia sẻ với anh ấy, bảo định đổi sang Đông Anh cho rộng rộng ấy. Để sân sướng cho nó thoải mái tí. Cho nhà nó rộng nhưng mà Hà Nội ông có chỗ chơi này là ông kinh bệ đái thì còn đeo nữa. Anh Trương của anh Trương còn bé tí. Thế anh à? Trương làm sao được như thế này. Lúc đầu định làm mỗi cột một bóng nhưng của lắp ba bóng thì thấy nó thì sáng quá. Coi như là được một cái phần từ đây. Vâng. Coi như phần này. Nhưng mà nhà anh ở trên phố thì nó chật đúng mà. Rồi. Từ đấy ra đây nó có cũng có phải là nó giống nhau mà. Nhà anh ở trên đấy thì nó khó. Nó cũng như nhau. Vấn đề là mà, nhưng cái chính là mà diện tích là một thế. Chứ nếu mà em mà biết có cái môn chơi sân thượng này từ trước thì chắc là em phải chơi lâu rồi đấy. Vì em chuyển về đây từ 2015 mà. Sân chơi này là kinh rồi, mấy chuyện này là có khoảng tầm 5-7 tác phẩm thôi, chết bỏ mẹ. Lại sau này khách, sau này tiếp khách mày nghỉ. Sau này nhờ đại ca tìm cho một vài con để lấy phôi nó tử tế một tí. Bây giờ cứ mài kéo cắt chẳng may nó có phá, nó có hỏng, nó không tiếc. Mày thế là còn nhanh đấy nhá. Ngày xưa anh nhớ là anh chơi cũng phải mất khoảng đôi năm đánh quanh đấy. Anh mới tìm được định hướng đấy. Mày thế là còn không em thì anh. Em nhìn thấy các cái lối anh với cả mọi người chơi ấy thì em xác định luôn này là cái dòng là, ví dụ mình theo cái hướng nào rồi, nhưng còn đâu về cái trình độ mình làm cái đâu thì phải chấp nhận. Như đây như con kia là con kia biết làm nhiều tỏi là ăn nhiều đạn lắm rồi. Con nào ạ? Con thùng xốp này. Con này ạ? Ấy thì em thấy cái nó form nó cũng kiểu vừa vừa ấy. Ôi mẹ con đấy bây giờ là đồ đấy là khó tìm ấy. Thế là hôm ấy nó bảo thế thì ơ thế mày ship cho anh. Hôm ấy đúng hôm lên nhà anh đấy. Thế xong nó sẽ đêm nó ship thế nào phải nhờ con bé nó ra nó lấy hộ. Nhưng cái loại như thế đi mẹ mà anh nói thật với em, cái loại như thế kể cả là mình đeo chơi mình để buôn mình có tiền. Thế ạ? Nó ít.
Ừ, loại này nó ít đấy. Mày cái nào mà xác định là kể cả là mình đéo cần phải chinh phục đâu, mình mua mình dùng mình nuôi, mình chỉ được gọi là nuôi phôi thôi. Ôi anh ơi, thời gian đâu mà bán mà tìm vàng mắt ra mới được một cái cây thì thế. anh ở không ở đây là anh em mình đang nói chuyện là kể cả là cái nấc ngu nhất đi là bố mày đi buôn đi. Đúng không? Đúng rồi. Thì mẹ anh hỏi mày giờ mày thấy một miếng ngon thế mày có bỏ qua không? Có đúng không? Mình chỉ nói đơn giản nó là như thế thôi. Chứ chưa nói đến chuyện ông có giữ hay không, ông mà chắc chắn là bỏ tiền ra mua đầu tư là thấy nó an toàn mẹ rồi. Có nghĩa là mình thứ nhất là mình mua, em chỉ cần mua là mẹ tao nhìn trong ảnh như này ra ngoài nó được khoảng độ 8 phần là ok rồi. Con lấy ngon rồi. xoay. Lúc bây giờ lại còn đông khách đấy chứ, đang đông khách làm, đang bận nên bà nhìn thấy ưng thử thì chốt đi. Anh thấy của mày nhiều con quê đẹp lắm nhá. Bởi vì thực sự là chơi cái con này em cũng thích này. Con này thì cái hồi đấy là mua lâu rồi. Con này mua được gần 5. Thế là em về em khá đi. Khá xem là bắt đầu thế nào. Con này nó được cái bệ ở dưới nó 4 mặt. Được cả 4 mặt bệ. Con này 5 thân rõ rệt này. 5 thân. Đây là hai con này là đào về này. Bỏ qua. Đây có mấy con này là em mua này, đây con này. Nhưng con này nó hơi thô, nét nó hơi thô. Con này là lấy của anh hợp cùng con kia. Thế là tiện kiểu bia kèm lạc cái là ship luôn con này. Con kia được con này thôi. Đúng rồi. Thô quá. Con này nó thô quá. Con này thì được cái dáng nó thô quá. Vâng, con nuôi cũng lâu. Nuôi thôi. Chấp nhận nuôi. Mấy con này là em xác định là nuôi mà. Cách diễn như thế thì vứt. Nếu mà diễn cái con đấy mà diễn như thế 5 năm sau lại cắt lại. Cốt lấy được. Con đấy cốt trực của nó đẹp ấy. Nhưng mà cậu không phải ngạc nhiên vì bên ngoài rất là nhiều thằng là cũng đang bị như thế. Vâng. Anh nghĩ là chắc là phải tầm 99%. Trường đấy đào tạo tốt là bậc kinh ấy. Con đấy thì tại vì con đấy nó cứ nghiêng ấy. Em chọn mãi mới ra cái mặt đấy anh ạ. Đâu, đâm mày là chưa biết dựng dáng. Mày dựng cây như thế là còn đã là không chuẩn rồi. Thì làm sao dựng được dáng. Nó bị nghiêng cái này. Là sao? Nói chung là con này là con trực này là trực điện ấy, biết làm là chủ điện ấy. Tại chủ chưa biết làm. Từ giờ nó đang nghiêng như ảnh này. Lá được này. Con này lá thì gọi là được. Còn bốt này là sau là đây. Thì con này biết làm là kinh điển đấy. Thi đấu được với con Trương Phi của ông Trương đấy. Con này ngáo ngơ anh ạ, con này chốt ngáo con này. Nhưng mà anh nói luôn nhá, chỉnh của chú đéo làm con đấy đâu. Vâng. Anh nói con mẹ luôn. Bởi vì là em thấy khó quá. Chú dựng như thế coi như là chưa đúng dáng. Toang toang rồi. Con đấy là mua bao nhiêu? Để lại cho anh. Hôm nào nhờ đại ca chỉnh lại cho em nó phát. Ôi đi. Ta đang muốn mua con đấy của mày. Bây giờ hôm nào mày để chạy em chăm cho nó tốt. Hôm nào nhờ đại ca đặt lại cho nó phát. Không thì mày nếu mà con đấy mà làm lại là con đấy sẽ là đối thủ con Trương Phi. Đối thủ. Con Trương Phi của anh Trương em chưa được nhìn. Phải hỏi qua anh Trương trước cái đó. Không phải con đấy tính phí phải cao, giá đấy à. Con đấy giá chát lắm thì không rẻ đâu. Em biết giá là thợ bên ngoài công của cây là bao nhiêu rồi đấy. Nhưng mà anh là khác anh nhá. Vâng. Anh là nhân nhiều lần đấy.
trả được cái đâu, trả sao trả góp. Em anh cơ mà. Thôi mà nói chung là hôm nay anh lên chơi cậu là anh chúc mừng cậu á. Vâng. Cậu có nhiều thật sự là không? Như này này, hôm nay anh lên em rất là vui. Bởi vì như này này, anh là người đầu tiên đến vườn nhà em. À đấy à? Đến vườn em. Thế à? Tức là người chơi cây đầu tiên đến vườn em. Bởi vì là em thì cũng như em chia sẻ là em không quan hệ nhiều. Và cũng không đi ra ngoài mấy. Biết qua anh mà cũng lên nhà anh chơi mấy lần, mình thấy cái phong cách của anh ấy, nó có cái cảm xúc riêng. Nên đâm ra là mình muốn học thì em học riêng. Cái của anh thì có những cái em vẫn chưa hiểu. Tức anh làm có những cái em xem thì em hiểu, nhưng có những cái em vẫn chưa hiểu. Nhưng mà nội dung là mình nhìn là mình thấy có cảm xúc đã. Đấy, mình thấy có cái hướng này mình thích. Ờ thì mình cứ làm. Đấy. Còn cái gì mình biết được đến đâu thì mình biết. Sau thì nếu mà ví dụ nhờ được các anh thì tốt. Em thấy con nào mà nó sau em là xem kênh của anh là mấy năm, em theo dõi anh là mấy năm rồi? Chắc tầm 3 năm. 3 năm à? Vâng. Bận. Thế là không thời gian. Sau với cả đợt đấy nó nhập nhằng định bán nhà. Thế là cũng chưa quyết định. Bây giờ là ổn định rồi hả? Bây giờ thì em xác định chơi thì chắc cứ ở đây một thời gian. Còn nếu mà sau này có bán, có mua chỗ khác thì vẫn phải có sân để chơi. Thì mới mua. Nhưng không chung cư thì em không tính được. Là mình chủ động được. Đấy, mình chủ động được. Trừ khi là mình có cái sự cố gì thôi. Nếu mà không có sự cố gì thì mình sẽ ví dụ mình mua ở đâu ấy là phải có sân thượng để mình chơi, mình làm mình chơi được. Là sẽ xác định theo lâu dài. Chơi lâu dài. Vì nó bị kìm hãm nhiều năm rồi. Ngày xưa em ở nhà em chơi từ hồi lớp 7 lớp 8 mà. Tức là cứ đi đào cây về trồng chiếc linh tinh thôi. Thế xong rồi lên đây đi làm kinh tế thì nó không có thời gian thì bỏ bẵng đi phải đam mê. Xong khi mình bây giờ mình quay lại thì cũng mất 1-2 năm như em nói là xác định lại xem mình có thực sự theo lại được không. Và khi theo lại thì như nào, nó mất khoảng nhập nhằng đôi năm thì mình quyết định là chơi lại. Thì xác định chơi lại thì chắc là lâu dài. Chứ em không, em làm cái gì thì kiên trì thì em khó. Nói chung là anh nhìn như này là cái sân chơi của em là theo cái hướng này của em ấy là em sẽ ok đấy. Cái hướng của em thì chắc chắn là ok. Em sẽ đơn thuần mình cứ ban đầu mình cứ chơi theo cái đam mê của mình thôi đã. Không nói gì nói chứ. Vâng. Tức là như này, ở góc độ mình là đam mê đi. Vâng. Thì cái hướng này của em là em có thể trong vài năm tới em sẽ có đồ chơi là chắc chắn. Đấy, có một cái để tức là chơi, đồ chơi để mình chơi đúng không? Vâng, mình chơi thôi. Thế còn cái vấn đề mà cái chuyện giao lưu ấy. Vâng. Chuyện giao lưu thì đó là một cái chuyện ở đằng sau đi. Câu chuyện đấy mình cứ nói là góc độ tích cực đi. Đó là cái đồ chơi của mình được nhiều người thích. Vâng. Đấy là cái mừng thôi, tại vì tức là nó có giá trị. Vâng. Còn có chuyện mình có giao lưu hay không thì lúc đấy hậu xét. Đúng rồi. Đúng không? Mình không đặt nặng cái chuyện đó. Vâng. Đầu tiên là em đấy, em không nặng nề cái vấn đề đấy. Có nghĩa là đầu tiên chơi là mình cứ giải thích khẩu ai cái đã. Đi mẹ phèo ai, không chơi phèo ấy. Đúng không? Đấy nó chưa nói tiền. Vâng. Vừa được hưởng thụ vừa oai thì ông nào chả thích. Thế em đang mới chơi. Đấy chỉ muốn là tối về có cái chỗ lên nó thỏa cái đam mê của mình. Cái góc đúng rồi, đam mê. Anh em mình bây giờ nó đơn giản như này. Thật ra phải chơi thằng nào như thằng nào. Vâng. Đầu tiên là mình chơi một cái gì đó là mình muốn rằng là có cái đồ chơi, có một cái thành quả. Vâng. Một cái thành quả đó của mình được mọi người ghi nhận. Vâng. Thằng đéo thật sướng đúng không? Đúng rồi. Nhưng cái môn này nó hay một cái là ví dụ mà biết làm hay là biết tư duy thì nó càng ngày nuôi nó càng đẹp lên, có sự chăm sóc nó đẹp lên. Chứ nó không như những cái môn khác. Ví dụ như bọn em chơi xe chơi xiếc thì chỉ có lỗ thôi. Nó sẽ bị chơi chỉ có lỗ. Đấy. Cái môn này đúng là em bọn em chơi xe này, ví dụ chơi với đôi năm thì con xe cứ mất nửa, bây giờ 200 thì còn 100. Đấy, cứ xác định là tại vì nó là đồ chơi gần như một dạng của đồ chơi công nghệ rồi. Công nghệ rồi nên là cứ xác định được như thế. Máy móc rồi, công nghiệp rồi. Cái môn này thì mình chơi thì ít nhất là nó cũng không bảo mà nó lỗ nhiều thì không lỗ được nhiều. Mà mình chơi mà mình cứ có qua chăm sóc đó thì cũng ok. Em câu chuyện của em nói tình cờ rất là giống với câu của anh Trái hôm qua. Anh mấy anh em trao đổi chủ đề tức là anh Trái tư duy rằng là
cứ mua cây về lâu về dài kiểu gì giá trị cũng lên. À, hôm qua tụi anh thịt chó vừa mới tránh chủ đề sao? Vâng. Cái vườn anh Sĩ à, anh làm chắc là hết một vòng lại cây khác lại phải làm nhở. Vườn đấy em thấy nhiều thế. Làm chẳng kịp. Làm không kịp luôn đấy, nó nhiều như vậy cơ mà. Nhưng mà anh Sĩ đam mê kinh khủng. Sao cậu biết? Thế em nhìn thấy thế, anh ấy như thế mà suốt ngày lọ mọ vậy. Anh em xem video của anh nhiều chứ, nhìn ai như nào mình cũng đoán được mấy phần. Mà hơn nữa anh lại bảo anh ấy nghề nghiệp như vậy rồi mà anh vẫn vậy. Nó quá là đam mê chứ không thường. Cái chơi này vợ biết lên thích, vợ em lên cũng nhìn được sướng mà ủng hộ. Nói chung là có hai phương án. Phương án thứ nhất là bây giờ nói anh cũng nói rõ luôn, thứ nhất là thời gian của anh thì em biết rồi, nó cũng khá là eo hẹp nó. Mà như em tìm đến với anh đúng không, em thích cái lối chơi của anh. Bây giờ là có hai phương án. Phương án thứ nhất là một là anh phải giúp em chỉ 1-2 cây trong khả năng. Đó là phương án thứ nhất. Phương án thứ hai em